Rồi xin chào anh em ha. Hay giao lưu với anh em một số cây bưởi nè, ổi nè ha, rồi vú sữa với khế. Đây là cây bưởi anh em, bưởi năm rồi ha. Quá trời cây đẹp, quá trời đẹp anh em ơi. Em mê cái dáng đẹp quá nên em mua anh em ơi. Đó, cây cực kỳ đẹp luôn, dáng thú ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, tiến hành đo hoành đi. Đó, cây rất là đẹp. Cây bưởi năm rồi nha anh em. Hoành của nó là 67. 67 lần anh em. Chiều cao. Chiều cao 75. Chiều cao 75. Cây này thì nó có mặt bên đây ha. Bên đây cắt bên đây nè. Cây nhánh đây cắt bỏ ha. Cây cây mã số 1 nha anh em, cây bưởi ha. Mã số 1 rồi, cây này giao lưu với anh em là 5,5 triệu anh em ơi, bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cây nói chung rất là đẹp anh em ơi. Bưởi thì nhiều nhưng mà kiếm cây đẹp như thế này hơi hiếm ha nè. 5,5 triệu ha, cây mã số 1 ha, cây bưởi. Em bao ship nha. Rồi, đổi phôi luôn. Tiếp tục cây số 2 nha anh em. Đó, đây là cây vú sữa. Này vú sữa tím nha, vú sữa lò gàng trái tím. Cây này nó kéo sẹo chơi nghe nè, bắt đầu đâm chồi rồi nè ha, mặt nào cũng kéo luôn chơi nghe nè. Đó, vú sữa tím nghe nè. Bộ đế nó gì nè, rễ nó gì nè nghe nè, báo cho anh em biết trước ha. Đó, vú sữa tím nè, sữa tím thì ít có rễ tơ hơn vú sữa xanh. Đó, rễ non cũng rất là nhiều nè, cộng rễ nè. Cây nó kéo hết trơn nè, anh em thấy không? Hoành trăm luôn anh em ơi. Cây này cũng khá nặng anh em ơi. Cao trăm luôn. Rồi cây này để rẻ cho anh em là 1,5 triệu anh em ơi, bao ship luôn. Bao ship toàn quốc luôn, ship cây này cũng 700-800 ngàn rồi đó anh em ơi. Này để cho anh em chỉ 1,5 triệu thôi nha, bao ship luôn nha anh em. Đó, cây thì nó kéo đầu sẹo chân nè. Anh em thấy không? Kéo cái mặt sẹo hết trơn nè. Rồi cây mã số 2 ha, 1,5 triệu bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cây khá là đẹp ạ. Tiếp theo cây mã số 3 nha anh em. Đây là cây ổi. Đó. Ổi đâm chọi chơi anh em ơi. Đó, còn cây duy nhất thôi. Năm ngoái em bán cũng nhiều lắm, giờ nó ai còn cây duy nhất, đâm chọi quá trời luôn. Ổi xẻ ha anh em. Hoành 53. Hoành 53, cây khá là to. Cao 89. Cây mã số 3 nha anh em. Rồi cây này giao lưu với anh em là 1,6 triệu anh em ơi, bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Rồi 1,6 triệu. Cây mã số 3. Rồi. Tiếp theo là cây khế chua nha anh em, cây số 4 ha. Cây này sống khỏe đâm chồi anh em ơi, nè. Ha. Đâm chồi rất là nhiều luôn á. Đó. Tại mấy cái chồi này mới gãy nữa nè. Đâm rất là nhiều luôn, cây sống khỏe rồi anh em yên tâm. Mã số 4 nè, khế chua ha. Hoành 77. Hoành 77 nha anh em. Chiều cao. Chiều cao 97. Đó. Khế chua sống khỏe đâm chồi anh em ơi, về già là ok à. Rồi cây mã số 4 nha, cây này để cho anh em 1,2 triệu thôi anh em ơi, để rẻ cho anh em chơi á. Bao ship luôn ha, 1,2 triệu anh em. Rồi đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em.